Chào các em, cô rất vui khi được gặp các em trong tiết khoa học ngày hôm nay. Tiết học trước, các em đã được học bài lắp mạch điện đơn giản. Sau tiết học, các em đã biết, muốn lắp được một mạch điện đơn giản, chúng ta cần phải có cục pin, một bóng đèn và một đoạn dây điện. Cô mời các em cùng quan sát mạch điện sau và cho cô biết đây là mạch điện kín hay hở. Đây là một mạch điện kín đó các em. Vì dây điện được nối trực tiếp với cực dương của pin qua bóng đèn đến cực âm của pin. Và khi dòng điện trong mạch kín được tạo ra từ pin chạy qua dây tóc của bóng đèn, làm cho dây tóc bị nóng tới mức phát ra ánh sáng, vì vậy mà đèn sáng. Để giúp các em nắm chắc hơn các kiến thức về mạch điện, tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài lắp mạch điện đơn giản tiết 2 nhé. Cuối tiết học trước, cô đã dặn các em chuẩn bị cho cô một cục pin, một bóng đèn, một đoạn dây điện và các vật liệu nhựa, đồng, sắt, cao su, thủy tinh, bìa để tiết học hôm nay chúng ta cùng làm thí nghiệm. Các em có chuẩn bị đầy đủ cho cô không đó? Trong các vật liệu mà các em chuẩn bị, các em có biết vật liệu nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu nào là vật liệu cách điện không? Để trả lời cho câu hỏi đó, cô và các em cùng tìm hiểu qua hoạt động 1 nhé. Đầu tiên, cô mời các em cùng lắp một mạch điện có nguồn điện là pin để thắp sáng đèn. Sau khi lắp mạch điện, nếu đèn của em nào sáng, có nghĩa là em đó đã lắp được một mạch điện kín. Còn đèn của em nào không sáng, có nghĩa là mạch điện của em đó là một mạch hở. Muốn biết trong các vật liệu mà mình chuẩn bị thì vật liệu nào cho dòng điện chạy qua, vật liệu nào không cho dòng điện chạy qua, các em hãy ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở, rồi lần lượt chèn vào chỗ hở các vật liệu nhựa, đồng, sắt, cao su, thủy tinh, bìa và ghi kết quả kết luận của mình vào bảng trang 99 sách giáo khoa nhé. Sau khi đã hoàn thành xong các thí nghiệm của mình rồi, cô mời các em cùng quan sát xem cô làm thí nghiệm và kết quả của từng thí nghiệm như thế nào. Đầu tiên, khi cô chèn một thanh nhựa vào chỗ hở của mạch điện, cô thấy đèn không sáng. Điều này cho ta kết luận gì các em? Cho ta kết luận nhựa không cho dòng điện chạy qua. Tiếp tục, cô đưa vào chỗ hở của mạch điện một đoạn đồng, cô thấy đèn sáng. Vậy ta kết luận đồng cho dòng điện chạy qua. Cô tiếp tục làm thí nghiệm với các vật liệu còn lại. Khi đưa thanh nhôm vào chỗ hở của mạch điện, cô thấy đèn sáng. Vậy nhôm là vật liệu cho dòng điện chạy qua. Tiếp tục, cô làm thí nghiệm với cao su. Cô thấy đèn không sáng. Vậy cao su không cho dòng điện chạy qua. Cô tiếp tục làm thí nghiệm với thủy tinh. Đèn cũng không sáng. Vậy thủy tinh không cho dòng điện chạy qua. Cuối cùng cô làm thí nghiệm với một miếng bìa, cô thấy đèn không sáng, vậy bìa cũng không cho dòng điện chạy qua. Sau các thí nghiệm các em đã rút ra được kết quả và kết luận rồi, vậy thì dựa vào những kết quả và kết luận mà mình đã tìm được sau thí nghiệm, các em cho cô biết các vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì? Các vật cho dòng điện chạy qua được gọi là vật dẫn điện. Còn các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì các em? Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện. Vậy những vật liệu nào mà chúng ta đã chuẩn bị là vật dẫn điện? Nhôm, đồng, sắt và một số kim loại khác là những vật liệu dẫn điện. Còn những vật liệu nào là vật cách điện? Nhựa, cao su, sứ, thủy tinh, bìa là những vật liệu cắt điện. Theo các em, thì ở phích cắm và dây điện thì bộ phận nào là bộ phận cắt điện, bộ phận nào là bộ phận dẫn điện?
Ở phích cắm thì đầu cắm là bộ phận dẫn điện. Nhựa bọc núm cầm là bộ phận cách điện. Còn ở dây điện thì vỏ dây điện là bộ phận cách điện. Còn lõi dây điện là bộ phận dẫn điện. Sau khi đã biết trên phích cắm và dây điện, bộ phận nào là bộ phận dẫn điện, bộ phận nào là bộ phận cách điện rồi, thì khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình, khi cắm điện, các em lưu ý, nhớ cầm chắc phần nhựa bọc nhúm cầm, tuyệt đối không chạm tay vào đầu cắm hoặc những chỗ lõi dây điện bị hở để tránh bị điện giật các em nhé. Như vậy sau hoạt động 1, các em đã rút ra được kết luận gì? Cô mời các em cùng đọc với cô. Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện. Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện. Đây là hai nội dung các em cần học thuộc và ghi nhớ nhé. Các em biết không? Trong một mạch điện, mỗi bộ phận đều có tầm quan trọng riêng của nó. Có một bộ phận cô muốn giới thiệu với các em, đó là cái ngắt điện, hay còn gọi là công tắc điện. Vậy cái ngắt điện có vai trò gì trong một mạch điện? Cô và các em cùng tìm hiểu qua hoạt động 2 nhé. Cô mời các em cùng quan sát một cái ngắt điện trong một mạch điện. Sau khi quan sát, các em cho cô biết cái ngắt điện được làm bằng vật liệu gì? Cái ngắt điện được làm bằng nhôm là vật dẫn điện. Núm cầm của cái ngắt điện được làm bằng cao su, sứ, thủy tinh hoặc nhựa là vật cách điện. Thế cái ngắt điện nằm ở vị trí nào trong mạch điện vậy các em? Nó nằm trên đường dây dẫn điện nhé. Nó có vai trò gì trong mạch điện vậy? Nó chuyển động làm cho đèn tắt hoặc sáng. Cô mời các em cùng quan sát sơ đồ của cái ngắt điện hay còn gọi là công tắc điện để thấy được vai trò của cái ngắt điện nhé. Như quan sát các em cũng thấy, khi đóng cái ngắt điện, nó làm cho mạch điện trở thành một mạch kín, vì vậy nó cho dòng điện chạy qua. Còn khi mở cái ngắt điện, nó làm cho mạch điện trở thành một mạch hở, vì vậy không cho dòng điện chạy qua. Cô mời các em cùng quan sát lại sự chuyển động của cái ngắt điện để thấy được cái vai trò của cái ngắt điện. Trước khi kết thúc tiết học, cô muốn kiểm tra xem các em đã nắm kiến thức của bài học ngày hôm nay như thế nào. Cô mời các em cùng tham gia một trò chơi có tên là nhanh tay lẹ mắt. Các em hãy nhanh tay lẹ mắt chọn cho mình một đáp án đúng trong những đáp án cô đưa ra của từng câu hỏi sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên của cô: những vật nào cho dòng điện chạy qua? A. Đồng, cao su, sắt. B. Thủy tinh, nhôm, nhựa. C. Đồng, nhôm, sắt. D. Vải, đồng, giấy. Hết. Đáp án của cô là C. Những vật cho dòng điện chạy qua là đồng, nhôm, sắt. Câu hỏi tiếp theo của cô: ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào cách điện? A. Phần lõi dây điện. B. Cả phần nhựa bọc ngoài và lõi kim loại. C. Hai đầu kim loại. D. Phần vỏ nhựa phích cắm và phần nhựa bọc ngoài dây điện. Hết. Đáp án của cô là D. Ở phích cắm và dây điện, bộ phận cách điện chính là phần vỏ nhựa phích cắm và phần nhựa bọc ngoài dây điện. Câu hỏi cuối cùng: các vật có dòng điện đi qua gọi là gì? A. Vật cách điện. B. Vật dẫn điện. C. Vật không nhiễm điện. D. Cả ba ý trên đều đúng. Hết. Đáp án của cô là B. Các vật cho dòng điện đi qua gọi là vật dẫn điện. Tiết học của cô đến đây là hết. Chào tạm biệt các em nhé. Cảm ơn các em đã tham dự tiết học.